không xoay người lại. Em gái, anh đâu có làm gì em đâu. Ông đừng làm gì vậy? Ông đừng làm vậy nha. Em dễ thương lắm. Ông đừng làm đến với anh đi. Đến đây với anh. Em ơi, đứng đến đây với anh nè. Ông không được. Đến đây với anh kìa. Em dễ thương lắm. Ông đừng bước ra. Em ơi, đến đây với anh nè. Cứu tôi với. Anh thương mà, đến đây với anh nghe. Em. Em. Cứu tôi với. Mẹ ơi, ba mẹ hãy đợi con. Triết ơi, hãy đợi chị. Ê. Anh đi làm hả? Ờ. Em nghe nói là anh làm quán bar vui lắm đúng không? Anh cho em tới chơi với. Ờ, không được đâu. Công việc của anh bận lắm. Anh không có thời gian để mà tiếp em đâu. Ừ, không sao đâu. Ờ, chỉ cần em ngồi nhìn anh làm thấy vui rồi. Ờ. Quán bar anh làm địa chỉ ở đâu vậy? Anh cho em địa chỉ đi. Để em kêu đám bạn của em tới ủng hộ. Ờ. Em nói sao vậy? Anh chỉ đi làm công thôi, chứ đâu phải làm chủ đâu. Em khỏi cần tới để ủng hộ. Ai làm cũng được. Anh hiểu ý em nói mà. Hay là anh dẫn em tới chỗ làm đi. Em hứa là chỉ ngồi yên coi anh làm thôi, không có làm phiền anh đâu. Hả? Sao anh ký đầu em? Tại kêu em không nghe, phải ký đầu em thôi. Em đang nghe nhạc mà, sao mà nghe được? Nhạc gì? Em đang nghe Thần Tượng em hát bài mới. Trời ơi, hay dễ sợ luôn á. An Nhi. Dạ. Em đã lớn rồi, chứ không phải là con nít đâu. Mà em nghe ba cái nhạc Hàn Quốc nhí nhố đó. Cái gì? Anh dám nói Thần Tượng của em là nhí nhố hả? Thì sao? Anh chán sống với em rồi đúng không? Hả? Ê ê ê, ê. Nhí nhố hả? Nhí nhố nè. Không có cho chạy. Thôi được rồi. Anh đứng lại. Bắt được anh mới lạ đó. Nhí nhố nè. Vậy mà. Thôi. Dám nói với mình là phải đi làm gấp. Dám nói nữa không? Trốn mình thì có. Giỡn nữa. Anh thua, được chưa? Bây giờ anh phải đi làm đây. Hả? Tạm tha cho anh đó. Dám chê Thần Tượng của mình. Không cho mình địa chỉ hả? Mình tự đi kiếm thôi. Mình cũng thích hình xăm con trích nữa hả ta?
Định trốn em hả? Đâu có dễ đâu cưng. Ở đây đúng là vui và nhộn nhịp hơn ở dưới quê mình. Lắm con Liễu mà lên đây chơi, mình sẽ dắt tụi nó vô đây cho lát mắt luôn. Chẳng hay anh có thể giúp được gì cho người đẹp. À, xin lỗi, tôi tới gặp người quen. Thì mai vậy? À... Wow, đẹp quá à. Ủa anh hả? Giờ mới biết luôn á. Sao em lại ở đây? Thì em đã nói là em muốn đến chỗ của anh làm mà. Mày cũng tệ thiệt. Em gái người ta muốn tới thì cho tới đi. Cái gì đâu mà để người ta một thân một mình lặn lội tới đây. Tội nghiệp không? Giới thiệu, giới thiệu tao. Hả? Giới thiệu. À, đây là Minh, em gái. Bạn đồng nghiệp của anh. À, còn đây là anh hả? Em gái ngang hông của mày. Ủa sao anh biết tên em? Hồi nãy anh nghe nó gọi tên em đó. Với lại là anh nghe thằng Bình hay nhắc về em lắm. Vậy hả? Vậy anh nói gì về em vậy? Anh nói em là vừa thông minh mà lại còn xinh đẹp nữa. Thấy không? Thiệt vậy luôn á hả? Đúng rồi. Mà em cũng thấy em thông minh xinh đẹp thiệt mà. À nè, à em muốn gì không? Để anh mời. Anh Bình làm cái gì á thì em uống cái đó. Vì em nghĩ anh Bình làm cái gì nhìn cũng thấy ngon hết. Trời ơi, dễ thương quá trời. Vậy, ê, vậy tao muốn mày giải quyết việc này nhanh nhất có thể. Mày muốn gì cũng được hết. Năm chầu nhậu. Cái gì? Em ơi, anh Bình nói á. Thôi được rồi. Vậy quỷ nè, cô với tao sợ mày á. Vậy thì ba, anh hết phiền rồi em. Anh có việc bận, anh cứ đi đi. Để em ở đây với anh Bình được rồi. Anh có việc nhưng mà vì một người xinh đẹp như em, anh có thể gác lại được. Ờ, đúng rồi đó. Anh bận đó, để mình tiếp em. Hả? Hả? À, có điện thoại. À, à, ông chủ gọi hả? Ông chủ gọi. Anh nghe điện thoại cái. Em nói chuyện với Minh nha. Hả? Alo. Nè anh Quang. Dạ, đã tôi nghe. Nhưng mà anh Bình, anh Bình. Em ơi, thằng Bình nó bận lắm. Ông chủ mà gọi á thì nói chuyện tới khuya luôn á. Nhưng mà em muốn về để làm cho. Gì cũng được. Bình, ảnh làm việc ở đây chắc nhiều người theo đuổi lắm ha. Không có nhiều mà là quá nhiều. Mà không sao, nó có nhiều cỡ nào cũng không bằng anh đâu, thiệt. Anh Bình có thích cô nào ở đây không? Anh thấy nó toàn đẩy cho anh không à. Anh mà không chơi thân với nó, anh còn tưởng nó là bê đê không á. Anh đúng là vui tính quá à. Nhưng mà anh thấy em sao quan tâm nó dữ vậy? Không ấy, em xin vô đây làm đi, để canh chừng nó luôn. Tại vì quán bar này cũng đang thiếu nhân viên phục vụ. Thiệt hả? Thiệt. Nhưng mà em làm có được không? Quá được là đằng khác. Alo, mẹ
Mẹ hả? Có chuyện gì hả? Sao gọi trễ vậy con? Dĩ nhiên là có chuyện rồi. Kỳ lạ, rõ ràng lúc sáng mẹ gọi điện nói là đã nói chuyện với cậu hai rồi mà. Sao mà ông ấy không có thái độ gì hết vậy? An Nhi. Dạ. Hôm bữa con phỏng vấn đã có kết quả trả lời chưa? Dạ chưa ba. Ừ. Nếu lần này phỏng vấn không thành công thì vô công ty của ba làm đi. Ừ, dạ thôi, công ty của ba đâu có phù hợp với chuyên ngành của con học đâu. Anh à, chuyện này để tính sau đi. Con nó chưa có kết quả mà, biết đâu nó phỏng vấn thành công thì sao? Ừ? An Bình. Dạ. Cái chỗ con làm á, con thấy thế nào? Dạ cũng bình thường ba. Có phức tạp lắm không? Quán ba mà chắc là phức tạp và hỗn độn lắm. Dạ không ba, quan trọng là do mình thôi ba. Lúc sáng nay á, cô An Duyên có gọi điện nói chuyện với ba về việc An Hạ muốn xin vô làm ở chỗ con. Cô Duyên nói là An Hạ muốn thực tập thêm về nghề pha chế, vì đó cũng là một bộ môn trong môn học của An Hạ. Dạ. An Hạ. Dạ. Con thấy chuyện vào đó làm có thật cần thiết không? Dù sao thì anh An Bình cũng đã nói là ở chỗ đó làm đâu có phức tạp đâu cậu hai. Với lại con muốn đi làm để đỡ đần cho mẹ con phần nào. Nhưng chỗ anh cũng đâu có tuyển người đâu. Có. Anh Minh bạn đồng nghiệp của anh nói với em chỗ đó đang rất thiếu người. Thằng này đúng là bà Tám thiệt mà. Đừng tưởng là tôi không biết mục đích tiếp cận An Bình của cô nha. Tôi sẽ không để cho cô thắng tôi đâu. Ba. Ừ? Hay là để con vô làm với An Hạ luôn. Hả? Sao? Để cho có chị có em. Đúng không em? Chị. Em đi làm với anh nha. Ờ, không được. Sao không được? Em nói cho anh Minh là hôm nay em đi làm với anh mà. Anh nói không được là không được. Em lúc nào cũng thích nghĩ cho mình không mà. Anh còn phải suy nghĩ nữa chứ. Chị suy nghĩ chừng nào mới xong? Ờ, thì khi nào anh có quyết định anh sẽ trả lời em. À, còn em nữa, em đừng nghĩ là tới quán bar làm rồi bắt anh chấp nhận coi như mọi chuyện đã rồi. Nếu mà em cứ tới đó làm việc mà không có sự quyết định của anh thì anh sẽ xin nghỉ việc ngay lập tức. Em hiểu ý của anh không? Anh giỏi quá. Sao anh biết em sẽ làm như vậy vậy? Anh còn là vì tính cách của em nữa chứ. Cái tính liều mạng của em đó. Nè, anh nhắc lại, em mà tới quán bar thì anh sẽ nghỉ việc. Em hiểu chưa? Thôi được rồi, coi như là em nghe lời anh. Ừ. Nhưng mà anh nhớ trả lời em sớm sớm nha. Coi như bữa nay em nhường anh đó. Anh hai. Sao giờ này anh chưa ngủ mà còn ngồi ở đây? Anh đang phiền lòng vì An Nhi muốn đi làm chỗ của em đúng không? Đã lớn hết rồi, có cách suy nghĩ riêng của nó, anh không quản nữa. Với lại tính của An Nhi anh cũng biết, một khi nó đã quyết định chuyện gì và cho là chuyện đó đúng
thì nó sẽ theo đuổi cho tới cùng. Nhưng còn An Hà thì là một đứa bất trị. Hy vọng đây chỉ là phút bốc đồng của nó. Ý anh là An Nhi làm chung với em là không phù hợp. Nhưng ít ra thì nó cũng chưa đủ trưởng thành để bước vào môi trường đó. Em hiểu ý của anh. Xin lỗi, em biết là anh không cố ý nói về em mà. Dĩ nhiên, nhiều khi em cũng suy nghĩ về chuyện đó. Môi trường chỗ của em làm việc hoàn toàn không có tốt đẹp, có quá nhiều xô bồ. Nhưng mà nếu ở đời có va chạm á thì mới trưởng thành được. Đang đưa ra lý lẽ để thuyết phục anh đó hả? Em đừng quên, anh là công an. Những kiểu quán bar như vậy anh cũng không có lạ gì. Nó quá phức tạp so với hai đứa con gái. Thôi, coi như á đây là cơ hội để họ cọ xát đi. Nhưng em dám chắc với anh á, chỉ vài ngày thôi là họ sẽ bỏ gì. Em nghĩ vậy sao? Thì cũng giống như anh nói đó, môi trường làm việc rất là phức tạp, cho nên họ sẽ không chịu nổi áp lực đâu, sẽ bỏ việc thôi. Bởi vì họ đã quá quen được chiều chuộng. Nhưng anh vẫn không đồng tình để cho hai đứa nó làm ở đó đâu. Nhưng dù sao thì có em làm ở đó thì anh vẫn yên tâm hơn. Anh hai, anh nói sao mà em thấy trách nhiệm của mình có vẻ nặng nề quá vậy? Nặng thì cũng phải gánh, bởi vì em là An Bình giỏi giang mà. Giỏi giang hả? Làm sao mà bằng anh hai của em. Phong độ vô cùng, bắt cướp như phim. Có phải như vậy không hả? Nè, anh đừng có quên, em cũng là một người giỏi giỏi đó nha. Được, vậy bây giờ anh với em so tài giống như hồi nhỏ, được không? Được, lần này em sẽ không nhường cho anh đâu. Hí. Ô, mẹ. Dám ăn chạy anh nào. Đứng lại. Giới thiệu với hai em, đây là An Bình, một thanh niên đẹp trai, cao to, đào hoa và lãng tử. Đặc biệt là một bartender rất là giỏi của quán mình. Giới thiệu với An Bình, đây là An Nhi và An Hạ, là hai nhân viên mới của quán mình. Em thấy anh không có được rồi đó. Mỗi lần gái đẹp tới là anh giới thiệu cho An Bình không à. Bộ em chết rồi hả? Trời ơi, nó làm sao đẹp trai cao to bằng em. Thằng Bình nó ốm nhách thấy gớm mà cao to đẹp trai. Cái gì? Chú mày mà cao to đẹp trai á hả? Chứ còn gì nữa. Vậy chú mày biết làm sao mà mỗi lần người đẹp tới anh không báo mày không? Tại vấn đề ở đây á là hễ quán mà xuất hiện người đẹp là em đánh hơi được mùi người đẹp và em tự mang cái đống mỡ của em tới đây, đúng không? Anh là quản lý của em mà anh dìm hàng em vậy. À, xin giới thiệu với hai em được biết, đây là Minh, là một nhân viên phục vụ của quán. Sẵn giới thiệu với hai em luôn á, Minh á là một người rất là nhiệt tình, đặc biệt là nhiệt tình giúp đỡ những người đẹp giống như hai em. À, Minh á, nếu mà có gì hai bạn không biết á thì em hỗ trợ cho hai bạn nha. Bây giờ hai em có thể bắt tay vào việc hả? Dạ, dạ em xin cảm ơn. Thôi đi trước, nhớ giúp đỡ nha Minh nha. Em chào anh. Em chắc là An Nhi hả? Ủa sao anh biết? Thằng Bình có hai người em gái, một người An Hạ, một người An Nhi. An Hạ thì anh gặp rồi, còn An Nhi chắc là em đúng không? Dạ dạ. Trời ơi, cũng hên là hai em mới vô làm, chứ vô làm hôm qua là chết rồi. Hôm qua ở đây xảy ra một vụ đánh ghen cực kỳ kinh khủng khiếp, nhớ không? Đúng rồi. Đó, hôm qua là bà vợ nhào vô đánh đầu bồ nhí, đánh qua trời qua đất luôn, cào cấu cắn xé, máu chảy thành sông luôn. Nè, áo thằng này nè, hả? Màu này là màu dính máu chứ không phải là màu áo đâu, nhớ không? Còn nữa, ở quán này á, mấy thằng xỉn vô hay làm bậy lắm. Mà làm bậy là làm gì? Nó rờ mó, tùm lum hết. Cho nên hai đứa phải chuẩn bị tâm lý cho kỹ nha. Không sao hết, tại vì có anh Bình ở đây rồi, anh Bình sẽ bảo vệ em. Em không sợ gì hết. Đi đâu cũng muốn có người bảo vệ, sợ thì ở nhà đi, đi làm gì? Ai sợ? Thì ai nói muốn bảo vệ đó thì người đó sợ. Chị, anh yên tâm đi,
Em đã đi làm thì có thể lường trước được. Em tự ứng biến được. Bây giờ em bắt đầu làm được chưa? Đương nhiên là được chứ. Thôi hai đứa đi lau dọn giùm anh đi. Đợi đón khách nha. Nè cái khăn nè, lau đi ha. Dạ. Rồi. Anh Minh vui tính quá. Làm tốt nha, bye bye. Xong một vụ, thấy chưa? Tao đã cố tình nói quá cho hai cổ thấy sợ không làm gì ở đây. Mà tao công nhận là hai cô em của mày không phải dạng vừa đâu. Thôi chúc bạn may mắn nha. Để tao ra coi chứ không có lát hồi đổ bể nữa. Rồi rồi, tránh ra nha. Thua rồi. Nè, nè. Đó. Nè. Nè không nè. Rồi, đặng nhiêu thì bỏ xuống đi. Chơi đi. Lên con, lên. Đón. Nhanh đi bà ơi. Thấy, thấy, thấy. Gom nè. Lỏng. 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 Lỏng dính. Lỏng dính. Lỏng dính. Lỏng dính. Chích. Chích dính. Ui vậy. Trời. Ui. Trời. Này, đúng tiền đi. Ui quá. Nè nè. Từ từ. Sao? Nè. Con nè. Nè nè nè. Trời nè, chung hết luôn rồi đó. Không thiếu đỡ đi. Cái gì? Gì kỳ vậy? Thôi thiếu bạn đi. Thì thiếu đỡ đi, rồi chia đi. Nhóc hết tiền rồi còn chia bài gì nữa? Thôi, trời thiếu con bạn làm dữ thiếu vậy. Chơi gì? Nghĩ đi. Hết tiền rồi chơi gì nữa? Ừ. Thì chia đỡ cây đi. Em tôi đem tiền tới giờ á. Chia đi, không có đặt đi. Đặt đi. Có tiền rồi mới chơi. Ê nhóc. Còn tiền không? Ba làm công. Biển mày. Thôi ừ. Bữa nay cái gì á? Quýnh đâu thua đó, quýnh đâu thua đó. Đại ca, hôm nay mình xui quá, hay là mình về mình ăn thịt chó xả xui đại ca. Không mấy mình đi xả xui. Tao không ăn thịt chó đâu, mà tao cũng hết tiền rồi. Cái gì? Cái gì? Hết tiền, hết nhà luôn rồi. Ừ, tao bán hết rồi. Chết rồi. Chết rồi. Hết tiền hết nhà là chết rồi. Chết rồi. Thôi đi. Cũng tại tụi mày dẫn sư phụ đi đánh bài. Bây giờ đứng đó là chết. Ê ê ê, vậy mấy lúc mà ăn bài á, mặt nào cũng cười hứng hở lắm mà. Thôi được rồi, đừng có đứng đây cãi lộn nữa. Chứ từ giờ thua nó để thừa tao mày thấy không? Về nhà đi thì tính, đứng đây cãi lộn. Thôi, đi. Đi. Trời đất ơi, công nhận đại ca hay thiệt á nha. Dầu sôi lửa bỏng như vậy á mà đại ca còn tâm trí tập võ được nữa hả? Tập võ là thói quen thường ngày của tao, cũng giống như là hít thở vậy đó. Đại ca, em có ý này đại ca. Tiền bây giờ á mình cũng hết rồi, mà đại ca cũng hết vàng rồi. Hay là mình đi cướp đi. Đại ca võ nghệ cao cường, công an không có bắt được đại ca đâu. Mày bưng vô trong đi. Mệt quá, nghỉ xíu đi. Mệt quá. Đuối quá.
tụi bay làm ăn kiểu gì vậy? Nghĩ hoài vậy? Làm từ sáng tới giờ, nghỉ mệt chút xíu đi. Trời, mệt gì? Làm có chút nghỉ, chút nghỉ, chút nghỉ. Chừng nào tôi mới giao hàng kịp? Cho ta nghỉ đi, chút xíu ta làm. Người chứ phải cho bò đâu. Nói gì mày nói được à? Ông nói nhiều quá à. Lúc lấy tiền á, có nói vậy không? Làm thì cho ra làm. Tôi nghỉ mệt xíu đi, rồi tôi làm. Tôi nghỉ mệt, tôi nghỉ luôn à. Gì đâu mà ép dữ vậy? Tụi bay làm gì kiểu này? Ai mà dám mướn tụi bay nữa? Ai trả tiền tụi bay? Hả? Tôi làm vậy á. Ông chịu không chịu thì thôi à, không chịu nghỉ. Vậy tụi bay nghỉ luôn đi. Trả tiền công rồi sáng giờ đi. Tiền gì? Biết luật không? Làm xong mới lấy tiền. Chưa làm mà đòi tiền gì? Nè, tôi làm cho ông sáng giờ nghe. Tức có tiền hả? Ông nói vậy là sao? Tao quỵt đó. Một cắt cũng không có. Ông nói gì? Cái gì? Ông nói gì? Thôi lại ơi. Mày làm gì vậy? Ở đây, tao là người quyết định. Một cắt cũng không có nữa. Vậy thôi, bố thấy chồng luôn đó. Vậy. Vậy. Nè, ông nhớ mặt tôi nha. Thôi, coi chừng tôi đó. Đi tụi bay. Đám lợm cơm, thù tao hả mày? Xin lỗi anh. Hai cậu chung nhóm chứ gì? Nghỉ luôn đi. Giờ sao sư phụ? Thì về chứ sao? Tức thiệt chứ. Biết giờ hồi nãy đập tụi nó một trận, cho tụi nó chừa cái thằng bố láo. Vậy bây giờ đi theo tao, qua bụp tụi nó liền. Đi thì đi. Đi, đi. Nè, tụi bay đi đâu đó? Đại ca về đúng lúc đó đại ca. Đại ca đi chung với tụi em, qua xử nó đi. Ở nhà. Nhưng mà tao nói ở nhà. Ra đường làm ăn là phải lường trước chuyện này. Nó phải hở chút là đánh nhau. Như vậy khác nào đầu đường xó chợ. Thì tụi em là dân đầu đường xó chợ mà. Chứ đại ca nghĩ tụi em là cái gì? Là nhân viên văn phòng hay là công chức nhà nước? Nó nói đúng đó. Đại ca không bên tụi em á, còn cản là sao? Giúp tụi bay, đứng về phía tụi bay, để tiếp tay cho tụi bay làm chuyện xấu hả? Làm ăn lương thiện, lương ba cọc ba đồng, bị tụi nó chửi lên chửi xuống nữa. Vậy thà đi ăn cướp còn sướng hơn á. Trời đất ơi, có mấy tụi mày gọi nói chuyện sư phụ kỳ vậy? Cái lúc ăn sung mặt sướng sao tụi mày không lên tiếng? Bây giờ mới khổ có vài ngày, tụi bay nói chuyện nghe cái mùi nó tanh tanh rồi. Trời. Mày cũng biết nói là lúc trước mà. Bây giờ cơm còn không có để mà ăn. Ở đó mày đại ca để kiết gì? Ê, nhất là mày nha thằng râu. Tại sao? Cái miệng mày nói ra là tao thấy ăn cháo đá bát rồi. Ê, nó còn thua một con chó nữa đó. Nói gì mày? Nói gì hả? Mày nói gì? Mày chó? Mày nói gì? Mày chó? Mày nói gì? Mày nói gì? Từ nay giải tán, tao không còn là đại ca của tụi bay nữa. Tụi bay muốn làm gì làm, tao không cản. Em đi theo sư phụ. Thằng nào theo tao tao đánh chết. Hả? Sư phụ. Sư phụ. Ê, 1, 2, 3. Muốn cái gì? Nè, tao nói cho tụi mày biết, tao theo sư phụ học một thời gian cũng học được vài món võ đó nha. Không tin à? Hây, hây, hây. Sư phụ ơi, cứu em. Ai cứu ra? Cứu mày, cứu mày, cứu mày, cứu mày, cứu mày, cứu mày. Mày tới lúc nào vậy? Em ngồi nãy giờ rồi. Sư phụ lo nhỉnh gì á, đâu để ý tới em đâu. Ừ, sao mày ra đây? Thì từ lúc sư phụ đi đó, thì tôi nói xúm lại nói xấu sư phụ. Tiếp sau đó em tức quá, em mới nhào vô đánh tụi nó. Thằng thì rách áo, thằng thì tét quần, còn thằng thì xúc qua dép. Còn em thì nằm chèm bẹp luôn. Tại tụi nó chơi xấu thôi, chứ đánh từng thằng em đâu có thua tụi nó đâu. Nè, mày cũng anh hùng dữ ha. Chứ sao sư phụ, làm trai phải đáng lên trai chứ. Đối với em hả, chỉ có một nguyên tắc nhất định thôi. Đã kêu anh là sư phụ rồi thì suốt đời sẽ là sư phụ. Mấy mốt sư phụ đi đâu á, em sẽ đi theo đó. Bản thân tao còn lo chưa xong, mày đi theo tao làm gì? Có gì đâu mà lo sư phụ. Mình có hai bàn tay mà,
làm cái gì là không được. Với lại em lăn lộn ở Sài Gòn bao nhiêu năm nay rồi, chưa có sóng gió gì mà em chưa trải qua hết. Không có gì phải sợ. Em khẳng định với sư phụ luôn, hai người sẽ đi chậm hơn nhưng chắc chắn sẽ đi xa hơn, đúng không sư phụ? Nhưng mục đích của tao tới đây là đi tìm người thân. Khi tao tìm được người thân rồi thì tao cũng không đi cùng mày nữa. Thì đợi tới đó rồi tính tiếp. Tính chi cho nhiều nhức đầu lắm sư phụ ơi. À, thôi bây giờ mình tính cái trước mắt. À, đói bụng quá. Hay à, bây giờ mình đi kiếm chỗ nào bán phở bò ăn đi. À, phở tái hả? Bò viên. Wow, nước lèo nóng hổi, khói bốc lên ha. Mình ăn xong húp nước lèo, ngon lắm đó sư phụ ơi. Trời ơi, nãy giờ em nghe cái bụng sư phụ đánh lô tô lớn lắm rồi đó nha. À, mình đi ăn nha sư phụ. Nhưng mà tao đã nói biết rồi, khi nào sư phụ kiếm được người nhà của sư phụ là sư phụ sẽ đi đúng không? Ừ. Thôi, mình đi ăn trước đi. Em đúng là lì thiệt đó. Cẩn thận. Thế chưa? Ê, nè, trời ơi. Hết chiều nữa em ăn. Em đã nói rồi, hai thằng đó sẽ chết với em. Giờ em đối đầu với An Hạ này hả? Đi chết đi. Em có chịu đứng yên không? Anh chịu hết nổi em rồi đó. Anh phải vào kiểm tra cho em coi hai người đó có lột đồ đi về không. Em phải làm cho nó mất mặt trước mọi người. Được rồi em. Giả em hả? Nếu mà mấy người đó mất mặt thì em cũng mất việc luôn đó. Em mà còn như vậy nữa, anh sẽ đưa em lên taxi cho em về một mình luôn đó. Hết chịu nổi luôn à. Tại sao không lên xe anh chở về mà đòi ra đây ngồi nói chuyện là sao? Anh có biết là em thích anh lắm không? Em có gì mong bằng An Nhi chứ. Thậm chí em còn hơn chị ấy gấp trăm lần. Em có thể chiều chuộng anh tất cả những thứ mà anh muốn. Em làm mọi điều cho anh vui. Vậy thì em mới xứng đáng làm người anh yêu đó. An Hà, em nói gì mà linh tinh vậy? Anh Bình, hay là mình đi đâu nghỉ đi. Em không muốn về nhà đâu. Thôi đi. Em mà còn nói vậy á, anh để cho em một mình luôn á. Hả? Cô chú ơi, cô chú mua bông giùm con đi. Không mua đâu em. Uống không được bao nhiêu mà thách thức người ta, thiệt bực mình ghê luôn á. Cô chú ơi, mua bông giùm con đi. Ủa, cái này nhiêu bông vậy con? Dạ 10.000 một bông. Ừ, vậy dạ mua giùm con đi. Trời, con dễ thương quá đi à. Anh mà biết em vậy á thì anh sẽ không cho em muốn đâu. Cảm ơn con nha. Dạ chú ơi, chú mua bông tặng bạn gái đi chú. Ờ, không, chú Con này chán quá. Em không chịu đâu. Chị lớn rồi, chị chơi gian quá. Lần nào chị cũng giành hết đó. Em xem tivi nhiều không có tốt đâu. Nhưng mà cắm hoa là dành cho con gái, em coi làm gì. Chị là con gái nè. Dạ chú ơi, chú ơi, chú, chú ơi chú. Hả? Mua bông giùm con đi chú. Chú mua hết giỏ quà này của con. Dạ con cảm ơn chú. Chú cảm ơn. Dạ, dạ con cảm ơn chú. Con cảm ơn chú nhiều. Chuyện này không ổn rồi. Tao với mày á, hết tiền. Phải nhanh chóng tìm việc làm thôi. Sư phụ yên tâm đi. Không lẽ ông trời đi tiệc đường
sống của thầy trò mình. Người ta nói trời sinh voi sinh cỏ mà. Đi đến một chút nữa đó là sẽ có trung tâm giới thiệu việc làm. Ở đó nhiều việc làm lắm. Sư phụ muốn làm gì cũng được. Nhiều khi ta thấy tướng tá của thầy trò mình á, ta cho mình làm giám đốc rồi sao? Mày không hả? Đó. Tao với mày á, chỉ có thể làm công việc tay chân thôi. Làm gì có bằng cấp mà đòi làm giám đốc? Sư phụ không có không lẽ? Không có. Mày có hả? Nói giỡn rồi làm gì có. Ráng đợi xíu đi rồi tao tới. Tao đang đi mà. Có gì đâu mà gọi điện thoại hoài vậy? Hả? Ừ, rồi. Yên tâm okay đi sư nha, phụ. Tao tới chắc liền chắn á. Kiếm việc đừng làm gọi thôi. Nữa. Trời ơi, ổ bánh mì của người ta không đạp lên nữa. Đi đứng kiểu gì vậy? Bộ đuôi hả? Nè cái con mẹ kia, đi đụng người ta không biết xin lỗi mà còn nói năng kiểu đó rồi hả? Ê, bận làm gì? Mắc gì phải xin lỗi? Giờ sao? Hai người đàn ông định ăn hiếp một cô gái liễu yếu đầu tơ hả? Hả? Bà mà liễu yếu đầu tơ hả? Bà nhìn kỹ lại bà đi bà. Nhìn bà y như là con sư tử mà bị sà mâu vậy đó. Hở trên hở dưới. Nè cái đúng hở rồi, có gì bị đau bụng đó bà. Sao? Vậy vậy? Muốn gì? Gì? Hả? Hả? Muốn gì? Thôi coi như tôi xin lỗi cô. Mày khùng hả? Gây chuyện với con gái làm gì? À, tôi nhớ rồi. Anh có phải là cái gã sàm sỡ hôm bữa tôi gặp ở công viên đúng không? Ờ, hả? Cô nói tôi hả? Vậy chứ tôi nói ai? Nè, cái bà kia. Bà tin là tôi bẻ nè anh bà không bà? Hả? Là để bẻ? Sao? Thôi, tao nói mày rồi. Thêm một chuyện, chẳng thà bớt một chuyện. Tao với mày gặp chưa đủ rắc rối hay sao? Bỏ đi. Tại sư phụ tôi kia bỏ nha. Nó nói sư phụ dê sờm mà còn biến thái nữa. Đã giờ còn đạp ổ bánh mì của em. Sao này em lấy một con vợ vậy hả? Em quýnh một ngày 20 giác, em cho biết thế nào lễ độ nè. Đàn ông quân tử không nên chấp với con gái. Sư phụ biết tính em rồi mà. Nhất là con nhỏ đó. Em quýnh một ngày cho ba bận. Một bận vậy á 20 cái cho nó sợ. Mà mày nói chỗ giới thiệu việc làm đâu? Sao nãy giờ không thấy? Sư phụ, nhìn lên. Đó. Đó, đúng chỗ rồi đó sư phụ. Sao ngơ ngác vậy? Ờ. Em tính vậy, bây giờ em với sư phụ vô trong đó. Hỏi có việc gì là xin làm liền. Hỏi qua hỏi lại, nó bắt mình đóng phí. Gì hả? Nhưng mà lỡ người ta bắt vô đóng tiền trước sao? Thì nói khu vực này, thị trường mua bán thuốc lắc nó đang sôi nổi trở lại. Dạ. Tên đó là một trong những tên cò phân phối thuốc. Dạ. Alo. Vậy hả? Nhưng mà anh đang làm việc. Được rồi, để anh xin phép. Có chuyện gì vậy? Vợ em bị động thai. Tùng, em cứ về trước đi. Ở đây cứ để anh lo. Nhưng mà không sao đâu, anh một mình có thể xử lý được mà. Em cảm ơn sếp nha. Cẩn thận nha. Dạ. Thank you.
Cô gì đó ơi, cô ơi, có gì không anh? Xin lỗi cô chuyện hồi nãy nha, tôi không cố ý. Không sao. Cô bị sao vậy? Mặt cô xanh quá. Hãy để tôi đưa cô đi bác sĩ nha. Không cần đâu, cảm ơn anh. Cô ngồi ở đây, đợi tôi một chút nha. Cô ăn đi, cô bị tụt huyết áp rồi đó. Không cần đâu, cảm ơn anh. Cô cứ ăn đi, tôi không có hại cô đâu mà cô sợ. Dạ cảm ơn anh. Cô thấy đỡ chưa? Cảm ơn anh, tôi thấy đỡ rồi. Anh cho tôi gửi tiền, cảm ơn anh. Thôi khỏi đi, có bao nhiêu đâu. Không đáng bao nhiêu, nhưng anh đã đi mua cho tôi phải gửi tiền lại cho anh. Cô cất đi, hồi nãy tôi là người có lỗi, tôi đụng cô mà. Thôi được rồi, tôi cất. Nhà cô ở đâu, để tôi đưa cô về nha. Nhà tôi ở gần đây, tôi tự về được. Cảm ơn anh. Cô à, con bé như vậy, mai mốt mà em lấy được chồng á, cái đêm động phòng mà người ta không làm được chuyện, chắc em bẻ đầu người ta chết queo luôn quá. Chị nói gì kỳ vậy? Tại chị không lên tiếng, lén la lén lút sau lưng em hả? Dạ thưa cô, tôi có lòng tốt đi mua đồ ăn về cho cô nè, mà bây giờ bị cô nói là lén la lén lút, trời ơi tội nghiệp cho tôi quá à. Em xin lỗi chị, nhưng hôm nay em thấy trong người hơi mệt, em muốn nằm nghỉ một chút. Em mệt sao vậy? Nè, mệt sao vậy em? Ê, không cho gì vô hả? Trời. Ủa vậy là sao?
Nhỏ này ngộ dễ sợ, không mời mình vô nhà uống miếng nước luôn vậy. Em nói thiệt cái sư phụ á, sáng sớm mà ra đường gặp con gái thấy là xui rồi, gặp ngay con sư tử xà mâu đó nữa. Sư phụ thấy ngày hôm nay không, có kiếm được việc làm gì đâu. Mày đừng nói như vậy chứ. Hôm nay tao thấy danh sách quá trời việc, nhưng mày coi xong rồi mày lẳng lặng mày đi ra là sao vậy? Trời ơi, làm tóc, gội đầu, cắt bóng tay, toàn việc con gái không à. Em là con trai mà sư phụ, làm sao làm mấy việc đó được. Nè, hồi chiều tao thấy trong danh sách có công việc khoan cắt bê tông là gì? Thôi đi sư phụ ơi, công việc đó nặng nhọc lắm mà còn bụi nữa, không hợp với hai thầy trò mình. Còn hút hầm câu. Trời, sư phụ nghĩ sao vậy? Nghĩ sao sắc đẹp em như vậy mà kêu em đi hút hầm cầu? Trời, nói thuốc quắc luôn, ăn ngóc đầu lên không nổi luôn đó sư phụ. Vậy còn bốc vác? Trời, cái tướng em như vậy á, bốc thì được, vác sao nổi. Với lại công việc bốc vác á, mình đã làm rồi, không lẽ làm lại nghề cũ. Ăn cướp. Ăn cướp hả? Hả? Cũng được. Bậy, ăn cướp là bậy, phạm pháp, công an bắt ở tù đó sư phụ ơi. Chứ bây giờ công việc nào mày cũng chê thì đi ăn cướp cho rồi chứ làm gì. Không phải, ít ra thì phải có cái công việc nào nó phù hợp với nhan sắc với lại dốc dáng của em chứ. Ví dụ như là diễn viên hay là người mẫu chẳng hạn. Em thấy nó hợp với em hơn à. Tao thấy mày hơi bị tự tin quá rồi đó. Thì đôi khi con người ta cũng phải đem một chút niềm tin vào cuộc sống, vào trong tấm lòng, để mình có thể sống vui vẻ hơn mà, phải không sư phụ? Đúng không? Nhưng mà tao thấy mày hơi bị tự tin quá rồi. Dạ, cuộc sống mà sư phụ, đôi khi mình phải lạc quan lên, tự tin lên, cuộc đời nó mới tươi đẹp được. Em tưởng sư phụ sáng đưa em đi, xong rồi tối đưa em về cái chỗ mới mẻ lắm, cuối cùng cũng đưa em về cái chỗ cũ. Sư phụ à, mình đã mang tiếng ngủ bụi rồi, tại sao sư phụ không chịu kiếm cái chỗ nào cho nó thơm tho chút xíu? Ví dụ như là cái chỗ bán xà bông hay là chỗ bán dầu thơm chẳng hạn. Nằm ở đây biết bao nhiêu là mùi, mùi mắm, mùi cá, nó trộn lại hỗn hợp chịu gì nổi hả sư phụ? Tao thấy bình thường mà, có gì đâu. Thôi ngủ đại đi, có chỗ ngã lưng là tốt rồi. Trời ơi, của mình, mặc dù là sư phụ xấu thiệt. À không, ý em nói là sư phụ tuy cái vẻ bề ngoài nó hơi xấu, nhưng mà sư phụ có một tấm lòng, một tấm lòng đẹp, khí thế hiên ngang. Nói chung là một người có cái bụng tốt, giống như là một vầng dương chói lòa giữa ánh sáng vậy đó. Một con người bao dung, đôi khi có hay bung dao, nhưng lúc sư phụ bung dao á thì làm toàn việc nghĩa không à. Người ta gọi đó là người tốt bụng đó. Nè, đừng có một tiếng cũng sư phụ, hai tiếng cũng sư phụ vậy, trịnh trọng quá tao nghe không có quen. Mai mốt gọi tao là anh Sáu được rồi. Sao? Đây là thứ dơ bẩn trên người tao mà tao muốn tẩy bỏ cũng không được. Cũng may là nó nằm ở sau lưng tao, nên hằng ngày tao không phải thấy nó. Nếu mà anh không thích như vậy á, thì anh xăm nó làm cái gì? Tao bị ép. Bị ép hả? Ủa mà ai ép anh? Đau quá bà ơi. Ương đau quá.
anh tha cho con đi mà. Anh ơi đau. Tao khóc cái gì? Con có đau lắm thôi. Là con trai thì phải lì lợm như con cha mày nè. Anh ơi, tha cho con đi mà. Ba con đau quá. Tha cho con đi mà. Mày khóc mày thù cha mày chết hả con kia? Tao xăm hình đầu lâu trên lưng thằng Giang là phong thủy đó nha. Đau quá. Mày mà bước tới là tôi chặt cặp giò mày đó. Thử thằng Giang là con mày hả? Nó là con trai của hai đá tao. Là kẻ thừa kế tất cả những gì của tao. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi. Không, nó đau lắm mà. Wow. Đẹp. Đẹp lắm. Nè. Đẹp không đại ca? Hỏi lắm. Dạ. Tao thưởng mày một trò nhậu. Dạ. Đi. Ê. Con đau quá mẹ. Mẹ đi con đau. Đau đau mẹ ơi mẹ. Một kẻ mà không bao giờ tao muốn gặp lại đã làm cho lưng tao mang hình hài này. Sư phụ, quên anh. Ngày mai á, ngày mai mình làm gì? Thì tiếp tục tìm việc làm và kế tiếp tìm người thân của tao. Vậy còn ngày mốt? Thì cũng vậy. Vậy còn ngày mốt mốt? Cũng vậy nữa. Mà thôi mệt mày quá, đi ngủ đi. Vậy thì mình ngủ nha anh. Gì nữa? Đỡ hồi nãy rồi đó. Trời sao quá. Đi. Mày làm gì vậy? Đi chứ không lại đứng đây. Đứng đây gọi tao chữa mình khùng bây giờ. Thôi, đi. Thôi tao qua đâu. Lẹ. Mày làm gì vậy? Đừng chiếc dép cả. Đi. Em thấy mình tìm cách này á, không ổn rồi. Không ổn. Tao thấy cũng không ổn. Không phải là không ổn, mà là rất không ổn luôn á. Sài Gòn mênh mông giống vậy mà sư phụ tìm kiểu này á, giống như là mò kim đáy biển vậy á. Tao cũng biết phải làm sao hết. Ngày nào chưa tìm được Liên thì tao không bỏ cuộc đâu. Sư phụ, bộ người con gái nó quan trọng với sư phụ đến vậy hả? Nhưng mà là đàn ông á là phải đặt sự nghiệp lên hàng đầu chứ.
đến khi mình có sự nghiệp rồi, có tiền, tự nhiên con gái nó bu mình à. Liêm là tất cả đối với tao. Tao không cần gì hết ngoài Liêm. Mày hiểu không? Sư phụ cũng giống như là trương chi thời hiện đại vậy đó ha. Mà sư phụ nó yêu người ta, một tấm hình mà sư phụ cũng không có, sao mà tìm người ta được. À, hay bây giờ vậy đi, nếu mình không có hình thì mình nhờ người ta phát họa ra một bức ảnh giống như là phim người ta truy tìm kẻ xấu vậy. Mày nói ai là kẻ xấu? Ơi, không phải, ý em nói là có hình á dễ tìm hơn, sư phụ hiểu không? Ờ, nhưng mà mình làm cái đó ở đâu? Thì đương nhiên phải lợi ông quả sĩ, nhờ ông vẽ rồi chứ không lẽ lợi ông thợ mai. Ờ, ông quả sĩ ở đâu? Trời ơi, thì ông quả sĩ, ông ở nhà ông quả sĩ chứ không lẽ ông ở nhà ông thợ mai. Ờ, đúng không nè? Ờ. Như vậy là sư phụ dần hiểu ra vấn đề rồi đó. À, sư phụ, ăn hết tô này, cho em ăn thêm tô nữa nha. Rồi, tô này tới thứ hai rồi á. Mày vừa sáng giờ đi tìm người với sư phụ, đâu muốn chết à. Mày nhỏ xíu con sao ăn dữ vậy? Cảm ơn sư phụ nha. À, cho thêm tô nữa nha. Hôm bữa lúc chị về á, em thấy da mặt chị xanh xao quá à. Có chuyện gì không chị? Không sao. Em đã nói rồi, chị làm gì thì làm, nhớ phải coi trọng sức khỏe. Làm cho cố vô, chủ cũng ăn hết thôi. Mình đổ bệnh thì gia đình mình khổ chứ ai. Ờ, má, khỏe không má? Chào nha. Dạo này làm ăn được không? Được, làm được. Thôi, em không nói chuyện nữa. Lấy cho anh Phùng viết. Chị nhớ ăn cơm đó nha. Dạ, đem gửi anh. Trời ơi má. Má, bữa nào có em nào tươi tươi nhớ giới thiệu cho em nha. Ừ, biết rồi. Ừ. Quỷ hả? Người khách vừa mới vô, lần sau tôi muốn làm cho người đó. À, dạo này em có tiến bộ rồi đó nha. Biết giật khách, làm thêm để kiếm tiền bo phải không? Nè, tôi không phải có ý đó. Thôi, chị em mình mà, hiểu nhau hết mà. Ý gì cũng được. Nếu em đã lên tiếng thì chế chiều em đó nha. Cuối cùng rồi á, mày cũng lòi cái đuôi mày ra thôi.